Xin chào quý vị. Có một số thầy cô đã thiết kế được bảng thinh đinh nhưng chưa biết cách đưa bài tập thinh đinh chèn vào trong slide PowerPoint để giảng dạy. Do đó tôi sẽ làm video ngắn này để hướng dẫn quý thầy cô cách làm. Đầu tiên chúng ta sẽ mở thinh đinh lên, đăng nhập vào bảng tài khoản và chọn vào bài cần chèn vào trong file PowerPoint. Sau khi đã mở, tôi sẽ chọn vào nút share, sau đó chọn vào mục Insert into PowerPoint. Tiếp tục thì tôi sẽ copy cái đường link của cái file mà dự kiến sẽ chèn vào PowerPoint và mở PowerPoint lên. Trong giao diện PowerPoint, quý vị chọn vào mục Insert và chọn vào mục Get Add-in. Thì đối với một số phiên bản PowerPoint, cái mục Get Add-in này nó sẽ nằm ở vị trí khác. Và quý vị sẽ kiểm tra lại cái phiên bản PowerPoint của mình và tìm đến cái mục Get Add-in. Hiện tại cái phiên bản PowerPoint tôi đang sử dụng là phiên bản 2016. Tôi sẽ chọn vào Get Add-in. Sau đó quý vị sẽ chọn vào mục Store và nhập vào dòng chữ thinh đinh for PowerPoint. Nhấn vào nút tìm kiếm. Cái phần Add-in tức là cái phần mở rộng sẽ hiển thị cái phần thinh đinh để cho chúng ta có thể thêm cái file thiết kế bằng thinh đinh vào. Quý vị sẽ chọn vào nút Add. Chọn Continue. Sau khi chọn xong thì sẽ hiện lên cái màn hình hiển thị. Quý vị sẽ kéo cái file này để cho nó cân đối với lại cái bài học thiết kế. Dán cái đường link chúng ta copy bên file thinh đinh vào, dán và tiếp tục chọn vào Embed Media. Và đây là kết quả và tôi đã chèn cái file thiết kế bằng thinh đinh vào PowerPoint. Quý vị xem video và thực hiện theo để chèn các file vào slide PowerPoint chỉnh chiếu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe đăng ký kênh. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.